Đến nay, xã đã hoàn thành xong 19 trên 19 tiêu chí với những kết quả nổi bật như 100% các tuyến đường trục xã, liên xã được trải nhựa, bê tông hóa, 8 trên 8 xóm có nhà văn hóa khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. So với năm 2011, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 11 triệu đồng một năm lên trên 32 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm từ gần 60% xuống còn 10%. Huy động đối ứng bằng việc đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất với tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng. Từ nỗ lực đó, vừa qua xã Tân Lợi đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.